Cái này chắc 200 ha. Đó. Nè. Đây. Đó đi. Đấy. Đồ ngon nghe. Dạ nội ơi, ở trên chợ ứng dụng á, nó mới có cái phần mềm diệt virus hay lắm. Nó nội tải về cái là hả, nó tự động diệt virus luôn mà 365 ngày không sợ virus tấn công luôn. Vậy nữa hả? Dạ. Ừ, lấy cái đó cho nội đi. Dạ, nhưng mà nó hơi mắc cái nội. Ủa là sao? Nó tới 500 ngàn lận á. Vậy hả? Ừ, 500 chỉ có 500. Làm luôn á nội. Làm luôn đi con. Dạ. Đây, 300 nữa. 5. Dạ. Chịu tôi cũng chơi được. Dạ. Chơi về một nửa coi. Anh này mắc cười à, công sức của anh chứ bộ. Giờ anh có đưa không? Anh đưa đúng không? Nội ơi, nó hai nãy lừa nội rồi. Thằng này. Nè. Mẹ cho anh 300. Một nửa mà. Mày nhỏ hơn. Ông nội ơi. Thối lại cho anh 50. Em không có tiền. Vậy lát rồi phải đưa lại anh á. Ông nội, ông nội. Nhả luôn 50 đi. Có tiền là vui quá. Mà anh có thấy là tiền ông nội không biết về công nghệ hết không? Cười vậy. Thì người ta già, người ta không biết rành gì công nghệ là đúng rồi. Ê, hay là mình dụ ông nội mua laptop mới đi. À, được đó. Đi 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 đi. Tao xong bữa khẩu. Đi lớp. Gì? Anh nhờ em chuyện này được không? Chuyện gì? Anh với em á nhường phòng cho Dung My. Mình lên phòng của chú Phúc ngủ đi. Chỉ cần 2 đêm thôi. Không, tại sao tôi phải nhượng? 100k được chưa? 500. 170. 408. 201. 302. 208. 250. 250. Ok, chốt giá. Vô một khúc. Gì đó kỳ kỳ vậy bà. Hoàng ơi, nhìn có đâu còn chỗ đâu mà xích. Chứ nằm chật nóng muốn chết đây nè. Anh nằm có 3/4 cơ thể nè, nhích một cái té xuống rồi. Rồi đưa đi, em nằm ở ngoài đi, em vô giữa đi, em nằm giữa em ngủ ra được. Ra đi. À, đưa đi. Thôi, nằm ở giữa anh cũng ngủ mới được. Chứ giờ sao anh lớn phải nhường em nhỏ chứ. Mắc cười quá à. Em ra ngủ đi, anh ngủ, anh nằm đây ngủ à, mệt. Cái thằng này. Giờ anh sao? Hai cái đứa này xuống. Đi ra khỏi phòng thầy. Đi ra. Đi ra liền, đi ra liền. Ngồi dậy. Ngồi dậy liền. Ngồi dậy liền. Ngồi dậy. Mày. Đi ra. Ồn ào phiền phức thiệt. Đừng có mắc kiến nữa nè. Mắc kiến của đứa nào? Đi đây đây. Dạ, đi đây. Có mắc kiến cũng chưa được đó, đi đâu mày? Mẫn, anh sẽ giúp em nói chuyện với ba mẹ. Điều kiện là gì? 5 triệu. Cái gì? 1 triệu. Điên hả? 250. Nếu như em thấy mắc quá thì thôi. Rồi lỡ như làm thất bại rồi sao? Tôi bị mất tiền vô duyên hả? À? Thì bây giờ em đưa anh 50 trước đi. Sau khi thành công á, đưa anh 300 còn lại cũng được. Gì? Anh mới nói với tôi là 250 rồi, giờ 300 là sao? Thì trả sau mà lúc nào cũng mắc hơn trả trước đúng không? À, cái thằng... Sao? Em có đồng ý không? Khoan đã. Ký nhận vô đàng hoàng là sau khi thành công phải đưa Minh thêm 300 ngàn. Nhảy lên làm việc phải rõ ràng. Rồi vô đây, hợp tác thành công. Nhớ đó, lúc mà con tỉnh dậy á thì thằng Mẫn còn hồi nói vậy mà nó láo được thôi. Chỉ cần nó không chớp mắt thôi là con đã biết thằng Mẫn thử thối lỗi lắm rồi. Xin cả nhà hãy cho thằng Mẫn một cơ hội nữa. Hãy tha thứ cho nó, đừng trừng phạt nó nữa. Ba thì lúc nào cũng sẵn sàng cho nó có cơ hội mà. Ba nè, có bao giờ giận nó đâu. Hoàng Anh à, thằng Minh nó nói đúng á, con suy nghĩ lại đi. Cái gì? Sao có 200 ngàn vậy? Anh nát vừa thôi vô đây để tôi xài nữa chứ.
tháng sau có tiền lương là đưa anh liền đó. Đồ ác độc. Cái gì? Hả? Ừ? Muốn chết không? Muốn mẹ tịch thu điện thoại không? Muốn bị cắt wifi không? Thấy chưa? Sợ tôi liền. Sợ tôi liền. Hai hai, chốt tâm sự chút xíu được không? Nói chuyện với con chó hả? Không, nói chuyện với hai á hai. Ôi má ơi, hôm nay mày bị gì vậy Mẫn? Đâu bị gì đâu. Tại Út có chuyện muốn hỏi hai nè. Ôi má ơi, hôm nay mày xưng hô kỳ vậy Mẫn? Mày làm ơn kêu tao bằng mày đi Mẫn. Mày chửi vô mặt tao đi Mẫn. Không được, Út là em mà sao kêu hai bằng mày được. Ôi má ơi, Mẫn ơi, mày làm ơn mày đánh anh hay là mày tán anh hay mày chửi anh gì đi để cho anh biết anh vẫn là anh đi Mẫn. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ Út hỏi hai cái chuyện này nè. Má ơi, nói nghe Út nói đi. Là Út hai có nghĩ là cái bài văn hôm nay Út làm nè có được 7 điểm không? Ôi má ơi, mày có bị quan tưởng không Mẫn? Bình thường mày làm văn được mấy điểm? 4 điểm là cao nhất đúng không? Ừ. Ừ thì bây giờ nghĩ sao được 7 điểm? Ờ ha, Út đang tính nhờ hai làm lại bài kiểm tra đó đó. Làm sao? Cái bài đó làm xong rồi mà còn làm nữa chi? Út nghĩ là mình mới làm xong, cô Hiền cũng chưa kịp chấm đâu. Rồi ngày mai là chủ nhật, Út đi qua bển á, Út canh Út cháo cái bài kiểm tra lại. Chi vậy? Thì tại nếu mà bài kiểm tra của Út được điểm 7 á, mẹ sẽ mua cho cái máy game cho Út. Làm nãy giờ đổ mồ hôi hộp với ông nội luôn. Làm như cứ nói thẳng vô vấn đề đi. Vòng 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 Út ơi hai ơi. Thôi rồi, dù gì cũng là anh em. Ê, hai chị giúp Út hả? Ừ. 100.000. Gì? Hả? Anh em mà tính tới tiền bạc nữa. Tăng giá không? Tăng giá không? Thôi nè nè, rồi 100 chốt giá nha. Đó, thuận mưa vừa bán. Rồi, lấy tập viết ra đi. Gì? Anh nó lấy 100.000 rồi anh phải viết giùm em chứ. Mày nữa bởi vậy chưa? Mày hiểu tại sao vấn đề là mày không bao giờ được điểm văn cao không? Phải thông minh xíu đi Mẫn. Thông minh xíu đi. Tại sao? Có nghĩa là bây giờ nếu như mà anh viết thì cô sẽ phát hiện ra cái nét chữ của anh, và cô sẽ biết được cái văn phong của anh. Hiểu chưa? Bây giờ anh chỉ cần đọc cho em hiểu cái ý, xong mà em viết lại cái văn phong của em, rồi anh chỉnh sửa cho nó. Thông minh tí đi Mẫn. Sau này làm sao giàu được Mẫn? Quên. Khờ khạo. Đây tập này. Viết đi. Bây giờ làm bản nháp đi, rồi tối về làm hoàn chỉnh lại, rồi tối anh chỉnh. Ok. Rồi giờ anh đọc đi, hai đọc đi nha. Mở bài. Mở bài. Đời ta chẳng còn chi. Đời ta chẳng còn chi. Nay trắng tay mà thôi. Nay trắng tay mà thôi. Đời ta chẳng còn chi. Mai trắng tay mà thôi. Ủa? Này sao giống bài hát quá vậy? Đó đó. Anh tào lao quá vậy, sao tiên viết bài hát vô đây? Đó, sao mày khờ quá Mẫn, tao thử mày thôi mà Mẫn. Đàng hoàng đi, giúp đàng hoàng anh nhận tiền rồi đó. Rồi, bắt đầu. Mở bài. Mở bài. Tùng tên, tùng tên, tùng tên, tùng tên, tùng tên, tùng tên, tùng tên. Ủa? Mẫn? Bị gì vậy? Bị gì? Anh nhìn đi, tại anh mà em bị gì nè. Bị mà bị gì? Anh chỉ bài mà em có được có 5 điểm mà cô ghi là bài viết lan man không được đúng trọng tâm. Đúng rồi, anh chỉ cho mày đúng cái mức cái thực lực của mày thôi chứ. Chứ bây giờ anh chỉ quá lên để cô phát hiện cái đẳng cấp của anh là sao? Anh muốn chơi xỏ em đúng không? Hả? Cái này là cái máy game. Đúng rồi. Trời ơi. Cái gì? Cái máy game hả? Ừ, mà nãy mày cho tao mà. Trả lại game. Cái máy game này hồi nãy là mày cho. Trả lại game cái máy game này. Trả lại. Cho con đi nội, nội có nhiều tiền rồi đâu cần mấy cái này đâu. Con học giỏi. Để nó một hết. Nhưng mà bu ra.
Bây giờ mình chơi cái trò chơi đi, ai trả lời được thì người đó sẽ được một cái voucher. Mình chơi 5 câu hỏi thôi. Yeah. Như là chơi trò chơi ai là tỷ phú vậy. Ôi có mấy cái voucher thôi mà tỷ phú cái gì nội. Hai cái rồi kìa. Hai hai gì mình ráng lên đi. Nãy giờ chưa trả lời, không kịp bấm chuông có nghĩa là không xác định được câu hỏi. Tập trung vô. Cùi bắp. Tôi còn 2 phiếu này. Chắc đưa con cầm trước luôn. Thôi nội, nội, nội. Bây giờ không có biết gì trơn trời. Lỡ, lỡ, hai con còn lại con trả lời đúng sao? Nội làm như khác gì thiên vị rồi. Không phải, phải không? Chứng minh nha, tập trung vô. Chắn là con sẽ trả lời được. Tập trung vô nghe chưa? Con thấy trước sau gì cũng thuộc về con rồi. Đó, thấy chưa? Chưa gì hạ nhục chí người ta hả? Vị trạng nguyên nào nhỏ tuổi nhất của Việt Nam? Ren. Rồi, nó ren hoài vậy? Nguyễn... Rồi, thấy chặt rồi đó. À, Nguyễn đúng không? Nguyễn Hiền, thưa nội. Mặc dù con chưa trả lời, ha không? Chưa nói được. Sai rồi. Nó đúng rồi. Làm sao mà sai được? Nguyễn Hiền là gì? Ở trạng nguyên đầu tiên nhỏ tuổi nhất, 13 tuổi. 13 tuổi nội, con thuộc mà. Ôi, còn cái nội cho con luôn đi. Nội ủng hộ con, do đó nội để cái voucher dạ. Sát bên con trước đó. Đúng rồi nội. Nè, câu thứ 5. Cầm trước luôn nha nội. Cầm trước rồi, rủi trả lời không được rồi giật luôn, người ta sao để đây đi.